Tại huyện Tân Hưng, từ cuối tháng 9 đến nay, hàng ngàn người dân đang sinh sống, làm việc trong và ngoài tỉnh di chuyển trở về địa phương. Những ngày qua, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện đã bố trí lực lượng đón, thực hiện test nhanh, tạo điều kiện cho họ trở về nhà và chỉ đạo các ngành địa phương phối hợp quản lý chặt các trường hợp này nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh. Tại xã Hương Điền, tính từ ngày 30 tháng 9 đến nay, đã có 368 người trở về địa phương. Xã đã thực hiện khai báo y tế, lấy mẫu test nhanh và trao quyết định cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà. Đồng thời, phân công tổ COVID cộng đồng theo dõi, quản lý chặt các trường hợp này, tuyệt đối không để người dân tự di chuyển khỏi nhà trong thời gian cách ly. Tổ cộng đồng của ấp Bà Gò chúng tôi coi như cũng thường xuyên giám sát anh em đi mình ở phương xa về, là không cho lây lan dịch bệnh. Thường xuyên nhắc nhở anh em không cho ra khỏi nhà. 464 là số người dân từ địa phương khác trở về quê tại xã Hương Điền B. Tất cả người dân này đều nhận được quyết định cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà. Tuy nhiên, đến nay qua công tác lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, phát hiện đến 12 người dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, 9 ca mắc mới đã được đưa đi điều trị, 3 ca còn lại là tái dương tính và được xã Hương Điền B ra quyết định cách ly, điều trị tại nhà do có tải lượng virus thấp. Hiện tại thì xã đã ra quyết định cách ly, quản lý điều trị 3 F0 tại nhà. Đồng thời thì cũng đã giao cho ấp phối hợp với tổ COVID cộng đồng quản lý chặt các cái đối tượng này. Thì bên cạnh đó thì cũng đã cử nhân viên y tế hàng ngày đến để theo dõi sức khỏe, tư vấn về các biện pháp phòng chống dịch theo nguyên tắc 5K, 5T. Rồi bên cạnh đó thì cũng đã cung cấp cái số điện thoại, đường dây nóng để mà kịp thời tư vấn trực tiếp đối với các cái đối tượng về sức khỏe. Theo thống kê sơ bộ, tính từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 11 tháng 10 năm 2021, toàn huyện Tân Hưng có trên 2.300 người từ địa phương khác trở về. Huyện đã chỉ đạo các địa phương theo dõi, quản lý chặt và lấy mẫu xét nghiệm định kỳ theo quy định, đồng thời hỗ trợ kịp thời về lương thực thực phẩm để người dân an tâm cách ly, điều trị tại nhà, góp phần đảm bảo an toàn phòng chống dịch.